chào tất cả các bạn quay trở lại với video của mình ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì mình cũng sẽ bắt đầu lại kéo chân siếc xe đầu đi bo cây, và hôm nay thì mình sẽ ghi lại cận cảnh của ngày hôm nay cho mọi người cùng xem nhé. Giờ đây thì anh em mình cùng đi xem chiếc xe bo cây như thế nào rồi nha mọi người. Đây mọi người nhìn thấy là chiếc xe đang bốc hàng trên đoạn đường đây nhé, và tí nữa là chiếc xe bốc đầy rồi, anh em mình cùng theo chân chiếc xe đi về ngày hôm nay nhé. Chiếc xe bốc cây xong rồi nha, và chiếc xe đã khởi hành đi xuống rồi. Ngày hôm nay thì không đủ xe nên là đi tầm cỡ 12 13 tấn thôi nhé. Chất đầy trên cọc đây là 16 tấn nha.
Như vậy là clip của mình cũng sẽ dừng lại đây nhá. Mọi người xem clip mình hay thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Gặp lại tất cả mọi người ở những đoạn video tiếp theo nhé.